Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Ui, chóng mặt quá, chóng mặt quá các bạn ơi. Ui, mình bị say máy bay các bạn ạ. Cả cuộc đời của mình nấu đến 20 mấy nồi bánh chưng rồi mà chưa được đi máy bay bao giờ, thế mới cay. Thế mà anh Bê Quy Thành bảo mình là sẽ đưa mình đến một vùng đất xa xôi phải đi máy bay mới tới được, chứ bình thường mình toàn chỉ đi xe căng hải. Xe căng hải tức là hai cẳng, tức là chạy các bạn ạ. Ui, nên là mình lạ lẫm quá. Đến đây mình còn thấy lạ lẫm hơn á các bạn. Các bạn nhìn, nếu mà các bạn ở đây các bạn nhìn thấy xung quanh nhá, đấy, toàn là một nhà máy, à không phải một đâu, hình như là 2-3 cái nhà máy to lắm. Mà hình như là mình là khách mời duy nhất hay sao ấy. Ui, chắc anh Bê Quy Thành đại gia chắc mua cả khu này rồi cũng nên đấy các bạn ạ. Đúng là con trai của ta. Ui, nhưng mà sao mình đến rồi mà chẳng anh Bê Quy Thành ra đón nhỉ. Ui, ôi, mình phải nghỉ ngơi đã các bạn ạ, mình bị say máy bay quá. Ôi rồi ôi, từ sáng tới giờ bận không thể nào ngừng tay được các bạn ạ. Ai, anh đã rủ ốc đến đây để thăm công xưởng chế tạo những con robot siêu to khổng lồ của anh mà mãi chả thấy ốc đâu nhỉ. Anh đã book cho ông hẳn một cái phi cơ riêng để đèo ốc đến đây đấy các bạn ạ. Ai, để anh ra ngó xem nào. Ôi, kia rồi, ốc đến rồi. Ốc ơi. Ôi, Bê Quy Thành, sao anh ra muộn thế, em đứng đây chờ từ nãy giờ ấy. Sao em không đi vào công xưởng của anh? Ôi dồi ôi, vào đấy ai biết gì. Vào đấy nhỡ là camera nhìn thấy em là tưởng em là kẻ ăn cắp, nó bắn tia laser em hẹo hay sao? Ờ, trông mặt em xấu xấu bẩn bẩn này, đi vào nó tưởng ăn cắp thật đấy. Cái kiểu bảo vệ may nó chưa nhìn thấy, chứ nó nhìn thấy nó dùng súng nó bắn rồi. Ôi dồi ôi, Bê Quy Thành ơi, công xưởng của anh to thế này á. Hóa ra là dạo này anh tiết kiệm không mua hàng online là bởi vì anh xây công xưởng à? Ờ, anh có ước mơ trở thành một nhà sáng tạo chế tạo ra những con robot siêu to khổng lồ trong Minecraft. Ví dụ anh sẽ chế tạo con robot theo con Creeper này, robot theo con dân làng này, theo con skeleton này, theo con gà này, theo con golem này. Đấy, mình có thể điều khiển được luôn. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Ôi dồi ôi, kinh thật đấy. Em cứ tưởng anh bảo sáng tạo tức là anh nói xạo, hóa ra không phải, anh làm thật. Ui mà, chỗ này chắc phải đắt lắm ấy nhở. Ui, anh giàu thật Bê Quy Thành ạ. Giàu thế mà chả có cho tiền em đi mua trà sữa. Giàu đâu, anh đầu tư làm cái xưởng này hết sạch tiền rồi. Bây giờ anh nghèo rớt mùng tơi, có mỗi ốc chơi thôi, không ai chơi với anh hết. Này nhưng mà nếu mà các bạn xem được video này mà các bạn muốn mua robot, anh bán cho các bạn được đầy tiền. Ờ, được rồi, nếu bạn nào muốn mua robot hãy bình luận ở dưới nhá. Còn bây giờ anh sẽ giới thiệu cho ốc vài con robot anh chế tạo. Ốc nhận ra được con robot gì không? Ui dồi, đây là con ong đúng không? Đúng rồi, chính xác, robot con ong. Còn đây, ngoài to thật sự, còn đây là ui, đây là con gì? Không nhận ra. Đây là robot golem người sát. Ui dồi ôi, đỉnh của chóp. Ui, bên này, bên này, anh Bê Quy Thành ơi. Ui, công xưởng rộng quá, anh còn chả nhìn thấy anh ở đâu ấy. Đây đây, anh ở trên đầu em đây này. Đây, thế đây em đoán là robot gì? Ui, robot dân làng. Chính xác, robot người dân làng. Còn đây hả ông? Đây đây là quỷ lửa đúng không? Không không. Các bạn nhá, anh đố các bạn đoán được đây là con robot gì thì các bạn đoán ở phía dưới nhá. Ai đoán đúng thì anh sẽ có quà ấy, anh sẽ tặng luôn một con robot ở trong này cho các bạn luôn. Ông ơi, bên này còn một con này. Robot Creeper. Ui, con này đỉnh thế. Ơ, đây có phải là chỗ người ngồi vào để điều khiển không? Đúng rồi, em ngồi vào xem. Ui dồi ôi, em ngồi vào á? Em là gì biết lái robot? Em á, em chỉ biết lái các anh phi công trẻ thôi. Thôi thôi thôi, em đừng có mà bốc phét. Robot của anh á, chế tạo ai cũng có thể lái được luôn. Wow. Ui anh ơi, con Creeper này của anh á, nó khác với con Creeper trong Minecraft. Nó có đi bằng bánh xe này, nó không đi bằng chân à. Ờ, robot phải đi bằng bánh xe, robot làm gì có chân đây này. Đây còn hệ thống ống xả của nó đây này. Đấy, ốc ơi, ngồi vào đi. Đây, ví dụ anh ngồi cho ốc xem này, nó thấy không? Úi dồi, thế ngồi cứ quay vòng vèo. Ôi, được, đi đi được này. Ui, đỉnh thế. Ơi, sợi quá là đẳng cấp luôn. Rồi, ốc ơi, bây giờ nhá, em thử lái cho các bạn xem đi. Úi dồi ôi, vào trong này sao nhiều thông số thế này, nhiều chữ thế này, làm sao mà biết được cái gì mà điều khiển. Em cứ lái thẳng đi xem nào. Cứ lái thẳng à? Ok. Rồi. Ren. Wow, thấy chưa? Thấy robot của anh xịn sò con bò chưa? Ui dồi ôi, xịn thật đấy. Rồi rồi, lái lại chỗ anh xem nào. Ờ, anh ở chỗ nào đấy? Robot này nó cao quá không nhìn thấy anh luôn. Đây. Rồi, dừng xe. Xuống đi ốc. Được chưa? Rồi. Ok. Đấy. Đây, bây giờ ốc thử lái robot con ong cho các bạn xem đi. Ôi dồi ôi, robot con ong này liệu nó có bay được không ấy nhở? Thử xem, chính xác, lái đi ốc.
Lái bay ra ngoài này. Ờ, lái đi. Bay ra. Ôi, xịn thế. Ốc thử bay lên xem có bay được không. Bay chưa, bay chưa, bay chưa. Đúng rồi, đang bay mà. Thực ra chân con này đâu có chạm đất đâu. Đấy, thấy cái cánh chưa? Anh làm hai cái cánh ở bên trên nó giúp em bay được đấy, thấy không? Ờ, đúng rồi. Ui dồi ôi, xịn thế, trời ơi. Đó, đẳng cấp chưa? Đây, bay bay lại cho anh này. Đây, 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 đằng sau, đằng sau. Đấy, ui. Ôi giời, nó phải gọi là nghệ cả củ. Rồi, bây giờ anh sẽ cho ốc lái tiếp một con nữa. Đó chính là con robot này. Đây, 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 cái con mà đang để cho các bạn đoán đấy. Ôi dồi, con này, ui, con này xem nào. Ui, có tận 6 cái chân à. Thế nó đi kiểu gì nhỉ? Để em lái xem nào. Đây, lái ra đây, nhanh, nhanh, nhanh. Ren, 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 em ơi. Đấy gì chưa, nó di chuyển bằng những cái chân ở phía dưới đây này. Đấy, wow. Ui, em nghe thấy tiếng lạo xạo, kiểu âm thanh nó di chuyển ấy. Ờ, tất nhiên rồi, nó là robot người máy mà. Anh chế tạo thì tất nhiên nó phải có âm thanh reng 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 reng. Vì nó được làm bằng kim loại mà ông. Ủa, đỉnh thật sự luôn ấy. Đấy, các bạn thấy chưa, siêu VIP pro ngầu luôn. Nào, ốc lại, lái lại chỗ anh nào. Ok, reng reng reng. Rồi, dừng xe. Rồi, xuống đi. Đấy, trong này còn một con robot dân làng và một con robot golem nữa. Thế thì ốc chọn lái con nào? Em sẽ lái robot golem chứ, golem nó mới ngầu. Được rồi, thế thì em lái robot golem đi, anh sẽ lái robot dân làng. Ui, trời ơi, bê quý thánh ơi, dân làng của anh nó có hai cái tay nó như kiểu có súng á. Đúng rồi, tất nhiên rồi. Đấy, bắn được luôn nhá, tấn công được luôn đấy, chứ không phải là robot chỉ đi đâu. Ai giả kinh thật đấy. Quá là ghê luôn. Rồi, đi ra rồi các bạn. Đấy, anh đang điều khiển robot dân làng đi ra bên ngoài. Đấy chưa, thấy anh bên này chế tạo robot xịn chưa các bạn? Anh ơi, đợi em với. Đâu rồi, ốc đâu rồi? Ơ, đây, ta là robot golem đây. Rồi rồi, ok, anh bảo. Đây đây, bây giờ anh sẽ phá cái chỗ cổng này để chúng ta đi ra bên ngoài nhá. Đấy, đập mấy cái hàng rào đi. Ok. Rồi, em lái con robot golem ra trước đi. Ren, 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 ren. Rồi, anh sẽ lái robot người dân làng ra. Đấy, các bạn xem đây. Wang 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 wang. Ốc tránh ra. Bắn ốc. Chiến đấu, bắn ốc. Anh đã tiêu diệt golem. Anh là con dân làng tuổi gì mà anh tiêu diệt golem? Đừng đùa, bắn ra ngọc lục bảo. Sao chết rồi? Anh đã bắn chết robot của anh. Ôi, đúng là đồ ngu đồ ăn hại. Thực ra anh còn chế tạo lại được cơ mà, lo gì. Thấy chưa, thấy robot dân làng mạnh chưa các bạn? Đừng bao giờ khinh thường robot dân làng nhá. Có thể bắn được đấy. Ok, em đâu rồi? Trốn à? Em đi vào trong xưởng. Ủa, cái gì vậy? bắn ốc bắn ốc. Ui, bên Quỳnh Anh ơi, em ra đây em bảo. Vào đây em bảo. Đâu, cái gì? Ui, anh có nhân viên là khủng long à? Ơi, thì bạn nhân viên đấy quản lý cái xưởng của anh ấy mà. Mà từ từ, chưa hết robot đâu, em đi đâu đây? Chưa hết robot à? Tưởng hết rồi, thế trong này còn con nào đâu? Bên ngoài này vẫn còn mà. Ui, kinh thế, nhưng con đấy là chuẩn bị xuất hàng à? Không phải, còn mấy con khác luôn. Đây, 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 anh đang lái con robot Creeper ra cho ốc xem. Đây, 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 ốc qua đây. Ốc ơi, theo anh, ở tận đầu này cơ. Ok, ok. Rồi đây đây đây, tới rồi tới rồi. Đây đây đây, còn mấy con robot này, ốc có nhận ra những con gì không? Ui dồi, đây là robot Wizard à? Đúng rồi, chính xác, robot Wizard. Đây, đây là con gì hả ốc? Đây là con nhện. Chính xác, robot nhện. Đây là con gì nhỉ? Enderman. Chính xác, còn đây là robot con. Con gà. Rồi, bây giờ ốc thử lái robot con gà đây xem nào. Này, lái ra đây. Gì ấy, bắn trứng đấy. Đừng bắn, hỏng robot của anh, đi ra đây. À, gà bắn ra trứng các bạn ạ. Ui sao gà lại bắn ra trứng, gà đẻ ra trứng chứ. Thì nó là robot mà. Anh dùng nó bắn ra trứng để tấn công đấy. Súng nó ở trong mồm này, đây. Bây giờ, đấy, các bạn thấy không? Ốc bắn lại cho các bạn xem đi, cái mồm nó sẽ há ra và nó bắn ra đạn. Đó, thấy không? Ui, trứng này gây nổ nha. Đây, đây, đây. Đây, bắn lại cho anh xem nào. Đó, các bạn thấy không? Nổ luôn nhá. Đấy, nó vỡ quả trứng ra và nó gây hiệu ứng nổ. Bùm, 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 bùm. Thôi, ốc ơi, bắn từ từ thôi, không là hỏng hết map của anh rồi đấy. Ok. Đấy,
Robot con gà trông cực kỳ đáng yêu luôn các bạn ạ. Đây đây, anh cũng muốn lái thử các bạn. Đấy. Đấy, robot con gà nào. Wen. Đấy. Ui. Ông ơi, em lái robot Enderman rồi à? Tất nhiên. Ơ nhưng mà con này nó không dịch chuyển tức thời à? Ờ, nó không có khả năng dịch chuyển đâu vì nó quá là nặng, anh cũng không thể làm được khả năng đấy. Nhưng mà nó có khả năng đấm tất cả những con xung quanh khác. Đây, ví dụ như kiểu anh đang lái con ong này đến nhá. Đây, lái con ong này. Đâu, đi ra đây ok. Rồi, em thử đấm anh một cái đi. Mày con đó, ong này. Thấy không? Thấy bị mất máu không? Đấy, đấy. Ui, mất máu nhiều thế. Ờ, em đấm lại đi. Đấy, lại đấy. Đâm. Mày thích gì? Thấy không? Còn gây hiệu ứng nổ trên trời xuống làm mất máu đó. Đây. Đấy. Ui, đánh chết luôn. Đẳng cấp thật. Đánh chết luôn, robot còn lại đúng đống sắt vụn. Đấy, tại vì cho em xem mà hỏng mất mấy con của anh. Đáng nghe bán được bao nhiêu tiền rồi hả ốc? Ô này, Bê Quý Thánh ơi, anh ngồi lên con nhện này ra nào. Đây, anh thử ngồi con nhện này cho các bạn xem nhá. Rồi. Robot người nhện. Ghê chưa các bạn? Quá là ghê luôn. Rồi, ốc ra ngồi đi. Anh ngồi không nhìn rõ lắm, anh muốn cho các bạn nhìn rõ. Đây, anh lái con này ra đây đã. Đấy, ông ngồi lên nào. Ok. Rồi, lái ra chỗ anh đi. Được chưa? Quá ghê luôn đấy, các bạn thấy ngầu chưa? Đấy, nó di chuyển bằng những cái chân sắt đấy. Ui, kinh nhìn quá. Nhìn như xe tăng á. Ờ, nhìn như kiểu xe tăng quái vật đó. Đấm cho phát. Thôi, không được đấm nha. Đấy, anh... À, này, nhện nà, đây, bắn ra nọc độc. Chiêu. Ui, ghê vậy. Giờ ốc mới biết à, anh chế tạo con nào nó cũng có khả năng tấn công và chiến đấu đó, chứ không phải anh chế tạo nó bình thường đâu. Đỉnh thế, còn nốt cái con kia lái nó đi. Đây, còn con này chính là con Wizard. Đây. Đấy, đây các bạn xem anh lái con Wizard này. Rồi ốc tránh ra. Đấy, con này đấy. Noe. Rồi, ốc đâu? Đây. Đập. À, anh định múc em á, còn lâu em mới múc được nha. Múc, con này có khả năng lấy tay đập các bạn ạ. Múc. Múc à. Con của ốc bắn được xa các bạn ơi. Rồi. Đuổi theo. Đánh vào mông. Đánh. Thôi, anh không lái con này nữa đâu. Anh sẽ chuyển sang lái con gà. Đấy, solo bắn súng các bạn ạ. À, anh dám solo với em á. Bắn trứng. Bắn nọc độc. Bắn trứng. Bắn trứng đây chân. Bắn trứng. Đừng đùa với robot con gà của anh Bê Quý Thánh. Chẳng qua em đánh cái con kia một lúc rồi em mới yếu thôi. Đấy, ốc thấy những con robot của anh chế tạo nó có ngầu và lợi hại không? Có, em thấy là nó rất là ngầu luôn á. Đúng rồi, các bạn có thấy anh Bê Quý Thánh chế tạo robot ngầu không? Hãy bình luận ở dưới nhá. Còn trong video ngày hôm nay anh đã cho các bạn xem cái công xưởng chế tạo những con robot siêu ngầu của anh ở đấy. Nếu các bạn thích mà anh chế tạo thêm những cái con robot theo những cái con mod khác thì hãy bình luận ở dưới nhá. Còn video ngày hôm nay thì anh đã làm hết những cái con mod anh chế tạo ra rồi. Và có lẽ là anh sẽ dừng video tại đây thôi nhá. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye bye. Bye bye.